Ngày hôm nay, mưa và gió đập vào bờ biển. Bãi biển treo hai cờ đỏ, có nghĩa là sóng ở ngoài rất là mạnh, rất là nguy hiểm. Gió thổi mạnh lên tới 50 ma một giờ, làm cho những cây palm tree bay đủ hướng Và gió rất là mạnh làm cho chút xíu tôi đi không có nổi. Bão lớn đe dọa nguyên tiểu bang Florida. Có cả triệu người được cảnh báo ngập lụt có thể xảy ra và có nhiều chỗ đóng cửa. Trong tuần này dựng lên những cái chỗ để chặn ngập lụt xảy ra khỏi có bị giống như hồi tháng trước. Thành are... phố Hollywood dựng lên những cái chống ngập lụt Tiger Dam. Những cái tường bằng mũ dựng lên như vậy để đừng cho nước ở bên ngoài tràn vô bên trong để không thôi những cơ sở làm ăn và những nhà cửa ở phía trong sẽ bị ngập. Nhà chức trách cũng đưa ra chương trình làm cho những cái hồ xung quanh đây nước hạ xuống. Bà Don để những bao cát xung quanh nhà, sửa soạn cho những gì tồi tệ sắp xảy ra ngay bây giờ làm những gì có thể làm nhưng mà rất là lo nước từ bên ngoài ngập vô cơn bão này đã làm cho tốn kém gần cả triệu đồng những cái parade và những cái gì sửa soạn cho ngày lễ tạm thời ngừng lại hết ở đây gió rất là mạnh khi chúng tôi bay vô tiểu bang Florida. Thường thường vào cuối tuần rất là đông người ra bãi biển chơi tới ngày hôm nay vẫn tanh. Yeah, wind... Lúc đầu thì khoảng chừng 12.000 người bị cúp điện. Ngay bây giờ gió mạnh lên tới 50 mau một giờ con số bị cúp điện có lẽ là càng ngày càng tăng thêm nữa